Xin chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn cách tắt chế độ phát tự động trên ứng dụng Facebook nha các bạn. Rồi, video này dành riêng cho những bạn nào chưa biết, còn bạn nào biết rồi thì bỏ qua giùm mình ha. Bây giờ mình bắt đầu nghe các bạn. Bây giờ mình sẽ mở Facebook lên nè. Đây. Bây giờ mình sẽ lướt Facebook nha các bạn. Đây. Đây là video nó tự phát nha các bạn. Bây giờ ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn là cách tắt, khi nào mà mình muốn xem thì mình cứ chọn vào là xem được. Còn bình thường các bạn lướt vậy là nó không chạy như vậy nha các bạn. Rồi, mình vẫn để video này luôn. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ nhấn vào chỗ ba gạch phía góc tay phải nè. Rồi, tiếp tục thì các bạn sẽ chọn là cài đặt và quyền riêng tư. Tiếp tục ở đây các bạn chọn cài đặt. Rồi, ở đây thì các bạn chọn dùm mình cái chữ là file phương tiện, các bạn chọn vào ha. Ở đây nó có nhiều phần, mình chỉ chia sẻ cho các bạn cái chỗ là tự động phát thôi. Các bạn nhìn thấy cái chữ tự động phát nè. Rồi phía dưới là khi dùng dữ liệu di động và wifi. Tức là chế độ tự động phát này nó sẽ phát trên cả di động, trên cả wifi luôn. Đó. Rồi tiếp tục nè, cái chỗ là chỉ dùng wifi. Tức là chế độ phát này trên 3G, 4G nó không phát, mà là trên wifi thì nó tự động phát. Tiếp tục không bao giờ tự động phát video. Đây. Tức là mình sẽ tắt luôn. À, cái chế độ mình muốn chia sẻ cho các bạn nằm ở đây nè. Không bao giờ tự động phát video. Tức là khi mình lướt nhưng mà video nó vẫn không tự phát. Khi nào mình muốn xem thì mình cứ chọn vào. Rồi các bạn sẽ chọn cái chỗ là không bao giờ tự động phát video ha. Rồi cái phần video có bật âm thanh khi bắt đầu, cái này là các bạn cũng có thể chọn bật hoặc là không. Mình cứ để bình thường thôi, tại vì mình không có tự động phát nữa rồi. Rồi, khi các bạn cài đặt xong rồi thì các bạn trở lại nè. Nhớ các bạn chọn ở cái phần tự động phát, các bạn chọn là không bao giờ tự động phát video. Là như vậy video của các bạn sẽ không phát nha. Đây, video này nghe các bạn. Đây là bây giờ nó không phát nữa, nhưng mà các bạn muốn xem thì các bạn phải chọn vào. Để mình làm lại cái cho các bạn tham khảo cái này ha. Rồi, cái này là nó không phát. Bây giờ mình sẽ chọn lại cái chế độ cho nó phát ha. Các bạn chọn vào chỗ ba gạch nè. Nó trở lại chỗ cài đặt. Tiếp tục lại vào chỗ file phương tiện nè. Rồi, ở đây nó sẽ để là không bao giờ tự động phát video. Thì mình sẽ chọn khi dùng dữ liệu di động và wifi. Đó, đây giờ mình chọn nè. Các bạn lùi lại nè, tiếp tục lùi lại. Nó bây giờ video tự động phát nha các bạn. Nó rồi, hiện tại thì mình vừa chia sẻ cho các bạn cách tắt chế độ tự động phát video trên ứng dụng Facebook. Nếu các bạn thấy thích thì cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nhé các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.